Hồi ký chiến trường ca, áp dụng chiến thuật đánh du kích. Gần một năm quần nhau với địch, tinh thần bọn chúng sa sút rất nhiều. Từ chỗ chúng mang quân vây đánh quân ta ở Phum, sau một năm E-747 về đây hoạt động, căn cứ của chúng cũng không còn. Vùng ngày xưa chúng cho là bất khả xâm phạm thì nay E-747 đã quần nát, đâu đâu cũng có dấu chân bộ đội E-747. Chúng phải xé lẻ, một số bị tiêu diệt, một số mất tinh thần bỏ ra hàng, một số không còn tinh thần chiến đấu, gặp ta đánh là nhanh chân chạy. Vì vậy, E thay đổi cách đánh cho bộ đội chuyển sang đánh du kích. E cho trinh sát E cùng trinh sát D cử ra một hai anh trinh sát về phối hợp dẫn đường cho một B bộ binh giải ra khắp rừng, tìm nơi có nước, tìm nơi có lương thực mà vừa đóng quân vừa phục kích đánh địch. Nếu phát hiện chúng đông thì điều quân để đánh. E còn có một đại đội đặc công quần nhau suốt với địch ở trong khu vực này và đã đánh nhiều trận, diệt nhiều tên. Đại đội đặc công này được tuyển chọn từ các C bộ binh ở các D. C9 có hai anh, anh Đức Định và anh Trung, cũng là sinh viên, con của phó giám đốc Vi Kim Cô, nghe nói nhưng cũng không biết có đúng không. Kết hợp với lối đánh hiểm truyền thống của E do các đồng chí chỉ huy có nhiều kinh nghiệm từ thời chống Mỹ truyền lại, đó là đợi địch đến thật gần vài ba mét rồi mới bắn. Xạ thủ B40 đứng lên bắn cắm ghim xuống đất phía trước có địch, cách đội hình chúng khoảng 2 mét, và B40 chỉ bắn ở cự ly 7 mét đến 10 mét. Áp dụng cách đánh này mà anh Định xây đặc công đã bắn một tên cũng cỡ chỉ huy cấp lớn của địch, một quả B41 sau khi tiếp cận mục tiêu chỉ còn 6-7 mét. Tên này gần như đứt làm đôi. Anh em chúng tôi phục kích cũng vậy, đợi khi chúng đến thật gần, B40 khai hỏa trước rồi AK, sau đó xung phong lên lấy súng và rút nhanh khỏi trận địa. Anh em quen bắn ở cự ly gần, đến nỗi một anh trinh sát E, tôi đã quên mất tên, sau khi bắn một phát B40 xong, anh em nổ súng rồi rút nhanh chóng. Khi kiểm tra lại, thấy mất một người. Sau đó anh em nhanh chóng trở lại, thấy anh xạ thủ B40 nằm gục đầu trên súng. Xem lại, anh hy sinh do mảnh đạn chính là hạt nổ của quả B40. Do anh bắn ra ở cự ly quá gần, hạt nổ văng ngược lại trúng ngay giữa trán và hy sinh. Với cách đánh như vậy, các B thay phiên nhau, B này đi thì B kia nghỉ. Lương thực của anh em chúng tôi cũng chẳng có gì mới lạ ngoài cơm vắt chấm muối, ăn được 2-3 ngày, sau đó là gạo rang. Gạo đem ngâm với nước cho mềm, sau đó rang cho vàng, xin thêm một tí đường thốt nốt. Khi ăn hết cơm vắt rồi thì ngậm loại lương thực đó, cứ như vậy mà đi sâu vào nơi phát hiện dấu vết địch hoặc sát cứ địch mà nằm phục kích. Không thể chặt cây cắm ngụy trang, vì chặt cây sẽ gây tiếng động, địch sẽ hay biết. Anh em mải lưỡi lê cho thật bén, rồi một tay nắm chặt cành cây, tay kia sắn dao xuống cho đứt êm ru. Nằm phục như vậy, có khi 3-4 ngày địch mới ra, bắn xong là rút chạy về ngay. Chính với cách đánh này của E mà chúng phải bỏ vùng Ba Rài, rút chạy đi nơi khác, một số ra đầu hàng. Với cách đánh này, anh em ta cũng hết sức hao mòn sức khỏe, chỉ nằm tại chỗ như con ốc, ngậm cơm vắt, rồi gạo rang vài 3 ngày. Anh em phải thò tay bứt lá vang, mọc xung quanh vị trí phục kích mà nhai cho mát ruột. Cách đánh này chỉ có bộ đội ta mới đủ kiên nhẫn để thực hiện nổi mà thôi. Vừa đánh du kích như vậy, nhưng nếu phát hiện địch tập trung là huy động quân sẵn sàng vận động đi đánh ngay. Lúc chúng tôi đang đi đóng quân ở Texana, thì xây đặc công E phát hiện được một căn cứ của chúng gần Campong Grabay và tổ chức đánh tiêu diệt được vài tên. Chúng bỏ chạy, anh em xung phong vào chiếm cứ, gặp một tên địch nữ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Anh em ta không nỡ hạ sát bèn bỏ đi. Vừa mới quay mặt ra thì bị nó đánh một trái lựu đạn. Anh Định và anh Trung bị thương, phải khiêng về cứ. C9 chúng tôi được lệnh của E vào ngay nơi ấy để tiếp tục truy đuổi. Khi đi ngang đội hình càng thương, chúng tôi chỉ kịp nhận ra hai anh, chia tay chúc anh mau bình phục, rồi lại tiếp tục đi ngược về phía địch. Đến nơi thì chúng cũng đã mất dấu. Lùng sục một buổi không thấy chúng, tôi về lại Texana. Đánh lối này được khoảng vài ba tháng, tinh thần của địch đã sa sút, rồi càng thêm sa sút. Địch ra hàng rất nhiều, nhưng chúng chủ yếu ra hàng với lực lượng du kích bạn. Có lần chúng mang cả khẩu 12 ly 8 ra hàng du kích. Sau khi anh muốn trinh sát E hy sinh, vài tháng sau thì chúng tôi nhận được tin E thông báo có 11 hay 12 cô nữ Pol Pot ra đầu hàng ở Phum của E đóng quân. Không biết có phải mấy cô này chúng tôi đã bắt gặp khi đang ngồi gọt củ nằng hay không. Khi chúng tôi đi trinh sát ở vùng gần nơi đó, Phum Svajec mà tôi đã kể ở phần trước. Một lần nữa, khi C-11 đánh vào cứ gần Phum Tobi, khi chiếm cứ cũng bắt gặp một bệnh binh nữ của Pol Pot sắp chết đang nằm thoi thóp trên giường, chỉ còn da bọc xương, tiến bu đầy người, đang nhắm mắt. Đồng đội họ
đã bỏ họ lại khi chạy. Khi anh em đến, đứng nhìn thì cô ta mở mắt ra, thấy bộ đội, cô vội nhắm mắt lại. Bộ đội mình bỏ đi không nỡ sát hại, để lại cho họ đến lấy. Nhưng vài ngày sau trinh sát trở lại thì thấy cô ta đã chết. Như vậy, không phải một lần mà hai ba lần anh em ta gặp kẻ thù khi chúng không có súng trong tay, anh em ta không nỡ bắn. Một lần gặp cả nam lẫn nữ gần 15 đến 16 tên, anh em tôi không bắn vì sợ dũi lầm nhầm dân. Vì lúc đó họ không có súng, cuối cùng anh muốn phải hy sinh. Lần thứ hai gặp nữ bệnh nhân đang nằm thoi thóp chết, hai anh đặc công cũng không nỡ bắn, cuối cùng bị ném quả lựu đạn. Một lần chúng tôi để lại người bệnh sắp chết, cho đồng đội chúng đến lấy để đi cứu chữa, nhưng chúng không lấy, để chết nơi cứ hoang. Các bạn đọc đến đây, chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có chuyện như vậy. Chuyện rất khó tin nhưng có thật. Những nhân chứng này đều còn sống và hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh cả. Chúng tôi hầu hết là học sinh sinh viên và tình nguyện ra mặt trận. Khi nhìn thấy quân thù vượt qua biên giới, tàn sát nhân dân đồng bào mình, từ già đến trẻ, phụ nữ chúng hiếp dâm xong rồi giết, trẻ con chúng trẻ làm đôi. Lòng căm thù giặc khiến chúng tôi phải xếp bút nghiêng, tình nguyện lên đường ra mặt trận. Thế nhưng tại sao khi đứng trước kẻ thù đã từng tàn sát đồng bào mình, khi chúng không có khả năng tàn ác, không còn vũ khí trong tay, chúng tôi lại yếu mềm tha thứ cho chúng? Đó là vì chúng tôi là người Việt Nam, một dân tộc có dòng máu hiền hòa, yêu lẽ sống. Mình còn nhớ khi tình nguyện đi bộ đội phải giấu gia đình vì sợ má không cho đi. Đến khi gần sang ca chiến đấu thì mình trốn đơn vị về cho má hay. Mình cũng không ngờ má mình nói chỉ một câu mà mình nhớ mãi. Dù bà chỉ biết đọc biết viết chứ không có học như anh em mình. Má đẻ ra con từ con đỏ hòn, một con kiến cắn con má cũng đau lòng. Bây giờ con lớn làm trai, nhiệm vụ đối với đất nước con phải đi. Trước là tên mũi đạn, má lo lắm. Má chỉ dặn con một điều, khi cầm súng trong tay, làm gì con cũng phải giữ lấy lòng nhân đạo. Má tôi hiền hòa chất phát như vậy đó. Sau đó, tôi từ giã má tôi lên đường về đơn vị. Theo tôi, đó cũng là một bản chất chung của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành quân lên vùng núi Chi. Như vậy là từ mùa mưa năm trước cho đến bắt đầu mùa khô thứ hai, gần 2 năm máu và mồ hôi của anh em E-747 cùng với anh em du kích bạn đã đổ xuống vùng Ba Rài. Sau này, du kích của bạn đánh cũng rất nhiệt tình. Nhân dân nơi đây đã có dấu hiệu hồi sinh. Những đêm trăng sáng, đâu đó đã bắt đầu vang lên tiếng trống lâm thôn, rộn rã. Bóng dáng địch đã xa dần, rồi không còn nữa. Vùng Tu Bi, Ang Te, Cô Kỳ Thơm, vùng mà anh em E-747 gọi là Tấp Bi, Anh Tè, đã yên bình trở lại. Bây giờ gặp mấy anh em đào ngũ hồi đó mà nhắc đến vùng này có khi còn giật tóc gáy. Một C của D4, chúng tôi hành quân từ Krava băng qua vùng đó, qua tận bằng Lavia, bắt tay với F310 rồi trở về, không phát hiện dấu vết gì của địch. Chúng tôi đóng ở Fumpexana, ba anh em chúng tôi ban đêm mang đèn pin đi săn thỏ, đi sâu về hướng đông, dọc theo sông Chinit vào tận gần Phum Hoang. Trước kia mà vào vùng này, địch sẽ bắt sống chúng tôi ngay. Như vậy, F-517 của địch buộc lòng phải bỏ vùng hoạt động này. Sau này D4 còn đánh tập kích vào cứ trung đoàn bộ của địch gần Phum Đôn Cà Đa, phía bên kia sông Chinit gần đường lên núi Chi. Cuộc tập kích thành công lớn, trận này mình bị sốt rét nặng, không có tham gia. Tin tức do E khai thác từ hàng binh, tham mưu phó trung đoàn của địch. Sau một vài tuần dưỡng quân và bổ sung quân mới, bổ sung lần thứ hai từ khi sang ca, chúng tôi chuẩn bị hành quân lên vùng núi Chi. Đánh núi Chi lần này, lực lượng du kích bạn tham gia cũng rất đông. Lúc này gần mùa đông, vùng núi Chi rất lạnh, chúng tôi được lệnh phải mang theo áo chấn thủ, bắt đầu hành quân về phía bắc, đến Phum Công Pong Sdach. Chúng tôi vượt sông bằng xuồng độc mộc. Sau khi vượt sông, chúng tôi dừng quân ban đêm tại khu rừng lớn, sát bờ sông Chinit. Dù là cán bộ B, nhưng tôi vẫn gác cùng anh em, vì B chỉ có 7-8 người mà thôi. Tôi bố trí chốt gác dọc theo đường mòn. Tôi còn nhớ đêm đó trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua khoảng trống của tán rừng, rọi trên đường mòn một bóng trăng to bằng miệng giếng. Khoảng 9 giờ tối, đang ngồi im bất động để quan sát, thấy nơi bóng trăng một chú thỏ rừng hiện ra. Sau khi ngó quanh thăm dò động tĩnh, thấy an toàn, chú ta bắt đầu nhảy múa. Sau đó, một đàn 4-5 con lần lượt bước ra nơi có bóng trăng, cả đàn dựng hai chân trước lên ngắm trăng mà nhảy múa. Tôi ngồi lặng im thưởng thức vẻ đẹp sân khấu thiên nhiên của núi rừng. Một lát sau, tôi cựa mình, thấy động, cả đàn biến mất trong nháy mắt. Tôi lẩm bẩm, ô, thỏ dẫn trăng. Mất 2-3 ngày hành quân bộ, vừa đi vừa dò mìn, hết đường mòn rồi lại băng rừng, vượt sông Chinit. Sau này,
công binh bắc chiếc cầu vượt sông bằng 4 cây rừng mà xe zin có thể qua được. Đến một phùm hoang nằm ở chân phía nam ngọn núi, bên cạnh bảo nước nằm ở phía đông phùm, nơi đây rất nhiều thú hoang như trâu rừng, nai, heo rừng, mễnh. Vùng này lạnh còn hơn ở Đà Lạt. Chúng tôi mặc áo trấn thủ, rồi phải quấn thêm tấm cao su để ngồi gác mà vẫn lạnh buốt. Về võng nằm ngủ, phải đốt lửa bên dưới võng mới ngủ được. Có vài anh em ngủ quên đã bị cháy võng. Ngày hôm sau, khi đi lùng sục xung quanh vị trí đóng quân, chúng tôi săn được một con trâu rừng rất to, mỗi bề một cái đùi to nướng, bù lại những ngày tháng ăn cơm muối. Bộ lòng, anh nuôi đại đội nấu cho một nồi cháo, cả xe ăn không hết. Xe khoảng 30 anh em, anh nuôi là anh Hường, ở thị nghè, nhỏ con, anh em thường gọi là Văn Hường, vì anh hay ca vọng cổ, có đại đội không cần đi săn, tới giếng nước là đã gặp heo rừng rớt xuống giếng. Một vài ngày sau, D4 hành quân qua bầu nước, đến bờ sông ở phía đông và tổ chức bơi vũ trang qua sông. Đoạn sông này tương đối sâu, ngập đầu. Khi D4 vừa qua hết bên kia sông, mới bắt đầu hành quân là bị địch nổ súng trước. Chúng bắn một loạt vào đội hình trinh sát đi đầu, nhưng không trúng ai. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng truy đuổi chúng. Chúng tôi hành quân lùng sục về hướng đông, vượt qua thêm vài nhánh suối nhỏ, rồi đến con suối lớn, sau đó đi dọc theo suối, phát hiện cứ địch vừa bỏ chạy. Chúng tôi đóng lại cứ của chúng mấy ngày, chia nhiều cánh đi lùng sục xung quanh, nhưng cũng không gặp địch. Khi hành quân qua suối nước ngập ngang ngực, xảy ra chuyện anh em phải ôm bụng cười. C9 có anh Thanh B trưởng B2, người mà từng đánh trái lựu đạn vào công sự địch, để cứu lấy khẩu 12 ly 7. Anh này lùn quá cỡ, khi hành quân trong rừng, anh em phải chui khom cả người vô cùng vất vả. Thì anh Thanh cười, tụi bay coi tao nè, chui qua cây không cần phải khom. Đến khi qua suối, trinh sát đi đầu, nước chỉ ngập ngang ngực, nên không truyền lệnh tháo súng ống đạn dược để bơi vũ trang. Anh Thanh cũng không tháo bao xe đạn. Đến khi qua giữa suối, anh Thanh ngập lút đầu, vì không tháo đạn nên bơi không nổi, uống nước suối chỉ còn cái chóp nón cối thụt lên thụt xuống. Bố Sơn bảo, đứa nào ở gần đó kéo nó lên. Anh em để cho nó uống thêm vài ngụm nữa mới kéo lên, theo luật bù trừ. Ở lại vài ngày nữa, sau đó D4 rút về lại phùm ban đầu, nằm dưới chân núi Chi. Khi hành quân về, tôi lại lên cơn sốt mãnh liệt, bước lê từng bước, chân nặng trịch, có cảm giác như bước qua dây rừng, nhưng khi bước qua lại, vướng té rồi lại đứng lên đi tiếp. Lần lần, tôi rất lại đội hình lúc nào không biết, chỉ còn anh Nam khẩu đội trưởng cối, còn ở lại theo dìu tôi đi. Hai chúng tôi thụt lại đội hình, 2-3 cây số, lần theo dấu mòn mà về. Chúng tôi người nào cũng trở lại cho mình một quả lựu đạn da trắng, đường cùng thì cưa, quyết không để cho chúng bắt sống. Nhưng rất may mắn là chúng không dám bám theo đội hình ta. Chiều tối, chúng tôi cũng về kịp với anh em, đơn vị định đi tìm chúng tôi. Chúng tôi đóng quân ở đây khoảng 10 ngày, vài ngày sau địch ra hàng rất đông, ở bên D5 hay D6 gì đó, tôi quên mất. Hàng binh đi sắp hàng lũ lượt, đi qua vị trí đóng quân của chúng tôi để về thị trấn, khoảng 300 tên. Sau đó, chúng tôi rút về phùm Krava, chuẩn bị chiến dịch khác. Xin có vài lời với các bạn trẻ. Thời chinh chiến của chúng tôi đã qua 30 năm, đến bây giờ, các bạn trẻ sẽ không biết được. Trước đây, không có Internet, các bạn mù tịt thông tin, nhưng khi có mạng, một số ít người sống ở nước ngoài, thay vì chung tay góp sức để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, thì họ lại có thái độ hằn học. Một số bài tôi đọc được từ nước ngoài, họ ngồi bên kia để tưởng tượng, để xuyên tạc sự thật. Họ cho rằng bộ đội Việt Nam xâm lược Campuchia. Nếu các bạn theo dõi những bài viết của chúng tôi, các bạn sẽ thấy thành quả mà anh em bộ đội chúng ta đổi bằng xương bằng máu và mồ hôi giúp cho nhân dân Campuchia hồi sinh như thế nào. Các bạn có nhận thấy không? Trong cuộc chiến này, không có việc trao trả tù binh như các cuộc chiến khác. Khi quân đội chúng ta rút về nước và chiến tranh kết thúc, điều này nói lên sự tàn ác của kẻ thù. Khi bắt được quân ta, chúng tàn sát hết sức dã man, không tha cho một người nào cả. Anh em ở D6, E747, khi bị chúng tập kích vào bắt được, chúng chặt làm 2-3 khúc, vùi xuống bãi bùn. Sau này khi chiếm lại, anh em ta phải đi tìm từng khúc một. Còn quân ta, sau khi bắt được tù binh hoặc hàng binh, đều chuyển qua cho chính quyền bạn để giải quyết. Khi chính quyền của bạn vững mạnh, quân ta rút về nước không hề mang theo một tài sản gì quý báu. Như vậy, các bạn tự suy nghĩ xem ta có xâm lược Campuchia hay không. Tranh thủ lúc hàng binh địch ngồi nghỉ giải lao, khi họ đi ngang nơi chúng tôi đóng quân, tôi hỏi một người hàng binh lớn tuổi, vì sao các anh ra hàng trễ như vậy? Họ trả lời rằng vì họ không biết, họ tưởng ra hàng là bị quân ta giết. Họ bảo năm 1969, quân đội của tướng Đỗ Cao Chí trong cuộc hành quân Lam Sơn gì đó, gặp người dân Campuchia ở đâu là bắn giết ở đó để trả thù,
cho Việt Kiều. Chúng ta bị giết hại tại Campuchia. Tướng Đỗ Cao Chí là tướng của quân đội chính quyền Sài Gòn cũ. Sau này dần dần, chính họ thấy bộ đội chúng ta hiền khô, họ mới ra hàng. Đầu tiên, họ cho đàn bà trẻ con ra hàng trước, sau đó lính tráng của họ mới ra hàng sau. Truy quét quân Sreika ở vùng sát biên giới Việt Nam. Sau gần 2 năm, E-747 truy quét khu vực Ba Rải và khu vực Nú Chi, bọn địch ra đầu hàng rất nhiều. Một số bị tiêu diệt tại chỗ, một số không chịu nổi, rút chạy về phía kia biên giới Thái Lan, trả lại sự bình yên cho khu xóm. Quân ta cũng hao hụt không kém. Một số các đồng chí hy sinh, một số bị thương do mìn, mất sức chiến đấu, một số sốt rét nặng. Cũng có một số không chịu được khó khăn gian khổ và hiểm nguy, phần thì không biết làm nhiệm vụ đến bao giờ mới được về nước, nên đơn vị đã có hiện tượng đào ngũ. Khi mới vào trận, trên phổ biến chỉ kéo dài chiến dịch chừng vài ba tháng, thế mà đã hơn 2 năm. Tuy nhiên, đa số anh em cốt cán đã vững niềm tin và trụ lại với đơn vị. Trung đoàn nhận nhiệm vụ tiếp tục hành quân vượt sông Mekong về phía biên giới Việt Nam để truy quét bọn phản bội Sreika. Bọn này hoạt động khu vực các tỉnh Soài Riêng, Prey Veng, Can Đan. Về hình thức hoạt động, bọn này thường đóng quân trong các vùng rừng tràm gần biên giới Việt Nam, khu vực thượng nguồn sông Vàm Cỏ, bến đất Ca, sát vùng Gò Dầu, Mộc Hóa, gần biên giới tỉnh Long An, ở vùng xa xôi hẻo lánh. Sau đó thường xuyên tập kích vào các đơn vị chính quyền bạn và bộ đội địa phương của bạn còn non trẻ. Chúng cũng tập kích thường xuyên các đơn vị của ta thuộc quân khu 9 làm nhiệm vụ bảo vệ cho chính quyền bạn, khiến các đơn vị này phải kêu cứu. Có nhiều lần, chúng dùng xe ngựa mặc quân phục bộ đội ca tập kích cả ban ngày vào các lực lượng của ta và bạn. Về nguồn gốc, bọn này có khoảng vài 300 tên. Tên cầm đầu là tên Tranh Sao, được ta cho học ở Hà Nội, về làm bí thư tỉnh ủy Soài Riêng. Có lẽ tư tưởng hắn chao đảo do cuộc chiến kéo dài, phần thì do các thế lực thù địch tuyên truyền nên nghĩ rằng Việt Nam ta xâm lược và phản lại chúng ta. Họ chỉ thấy vùng này yên ổn, không còn quân Pol Pot, nhưng họ không biết rằng bộ đội Việt Nam còn đang đổ máu ở các vùng phía bắc Campuchia và các tỉnh giáp biên giới Thái. E-747 mà về, đánh bọn này thì quá nhàn. Hơn nữa, hành quân về đồng bằng Chủ Phú là cơ hội để cho anh em phục hồi sức khỏe, tránh khỏi bệnh sốt rét rừng của hay ác. E-747 bắt đầu lên xe hành quân từ khi mờ sáng. Đoàn xe lăn bánh rời khỏi vùng núi, đi về phía lộ 6, sau đó rẽ về phía Ca Pung Chàm. Sau 2 năm lặn lội trong rừng sâu núi thẳm, quang cảnh sầm uất dần dần hiện ra. Cảnh chợ búa, cảnh học sinh cấp sách đến trường loang loáng hiện dần ra, rồi lùi khuất. Đoàn quân xa tung bụi mù, xa xa trong tầm mắt thành phố Ca Pung Chàm hiện ra từ những chấm đỏ thắm điểm trong làn cây màu xanh mát như những bông hoa, giờ đã hiện ra là những mái ngói của căn nhà sàn xinh đẹp và ấm cúng. Những thanh niên nam nữ của nước bạn giờ cũng đã lột xác. Các chàng trai bạn rất thích áo màu xanh đậm hay đỏ đậm, quần tây dài, chân mang dép Thái. Nhiều anh còn mang cả đồng hồ sáng bóng. Có anh còn tậu được cả chiếc xe bò để đi ra chợ. Chiếc xe bò phải có càng xe cong vút lên phía trước, có chạm trổ hình đầu rắn, cuối cùng là sợi dây căng từ càng xe cho đến mui chiếc xe bò. Trên dây đính những tấm vải màu xanh, đỏ, hình tam giác như những lá cờ đôi nhau. Cổ xe được đánh dầu sơn bóng loáng, xung quanh mui xe treo rèm xanh đỏ, nhiều chiếc xe có cả radio treo lủng lẳng. Cặp bò thì phải to con, lông vàng óng, xung quanh cổ treo đủ các loại lục lạc. Khi đi trên đường khua leng keng, cây roi quất bò cũng thế, cán roi bịt bằng đồng nhôm trông rất đẹp mắt, ngọn roi có thắt miếng vải màu. Người thanh niên làm chủ chiếc xe bò rất hãnh diện, đội chiếc nón đan bằng lá thốt nốt, xung quanh được viền vải màu đậm, cả quai nón cũng phải màu đậm, làm viền nón nổi bật lên. Ở nước bạn, phụ nữ cưới nam giới, cho nên anh nào không lo sắm xe bò là anh đó ế vợ. Còn phụ nữ thì bây giờ xinh xắn hơn nhiều, các cô vẫn xà rông màu sặc sỡ, có cả dây thắt lưng bằng kim loại sáng loáng. Có những cô lai dân tộc Chàm, nước da trắng mịn thon thả, dịu dàng làm anh em bộ đội ta nhìn say đắm. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã vào thành phố, đi về hướng bến phà. Chúng tôi xuống xe, cơm nước chúng tôi đã mang theo. Hơn nữa, chiến tranh còn ở phía trước, chúng tôi cũng chẳng biết mua cái gì ngoài thuốc hút. Vài cái bánh chia nhau ăn, cho vui, hoặc là cùng nhau uống vài ly nước mía. Chưa kịp uống xong ly nước, chiếc xe phía trước chúng tôi đã xuống phà. Một số anh em đi trên xe đó phải chạy xuống theo xe. Có người chưa kịp trả tiền, người chủ bán nước mía đếm lại thấy không đủ tiền. Lúc đó chiếc xe Jeep của chú Tư Đáp, trung đoàn trưởng, vừa dừng lại, thấy chú Tư mang súng ngắn, ông ta đến đòi tiền. Người phiên dịch nói cho chú Tư nghe. Chúng tôi nhìn thấy chú Tư mò túi không đủ tiền.
Chú liền tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay ra để trả cho họ. Trung đoàn trưởng của chúng tôi thương lính và chấp hành tốt chính sách dân vận như vậy đó. Chúng tôi xuống phà vượt sông Mekong. Tôi nhìn về phía thành phố Kampong Tràm, soi bóng dọc theo bờ sông xanh biếc êm đềm. Mới thấy hết vẻ đẹp của nó, tôi nhớ lại ngày 17 tháng 3 năm 1979, sư đoàn 317 hành quân qua đây. Khói chiến tranh còn bao trùm mù mịt. Bên kia sông, kho lúa cao như núi còn nghi ngút cháy và nồng nặc mùi thuốc sâu do địch hủy hoại lương thực trước khi chúng bỏ chạy. Trong thành phố không một bóng người, rải rác là xác chết của địch. Khu chợ trung tâm bị bom đánh sập, nhưng dòng sông vẫn cứ êm đềm và thơ mộng. Thành phố Kampong Tràm như nàng công chúa Lọ Lem, mặt còn bám đầy khói súng. Nay mới có 2 năm bình yên mà thành phố xinh đẹp như nàng Apsara hồi sinh. Tiếp tục lên xe và hành quân về phía Xoài Riêng, tôi lại tạc hồn vào ký ức, nhớ ngày nào còn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn đang ngồi ghế nhà trường, nhớ lại bài hát chia tay. Ngồi trên xe ngẫm nghĩ, sao bài hát quá hay. Nó nói lên hoàn cảnh và tâm tư người lính. Những chàng trai đang ngồi ghế nhà trường, đang ngồi trên giảng đường đại học, ước mơ chưa trọn vẹn, niềm vui hòa bình chưa được hưởng bao nhiêu, lại phải cầm súng. Đêm chia tay của người lính bình thường, giản dị, người lính ra đi vội vã, tấm hình người yêu cũng không kịp chụp, mà sao lắng đọng mãi trong tâm tư của người ra đi nơi trận địa, lẫn người ở lại hậu phương. Đoàn xe đã bắt đầu đến nơi giải quân, E-747 bắt đầu bố trí đội hình, riêng D-4 thì đến tỉnh Preven thì mới xuống xe và tiếp tục hành quân trong đêm đến điểm tập kết. Đợt chiến dịch này, C-9 không có nổ súng, suốt chiến dịch chỉ còn bắn mấy phát AK, bắt liên lạc mà thôi. Cho đến mình cũng không nhớ hết tên phum, gần như không còn nhớ tên một phum nào cả, chỉ nhớ là đi truy quét sát biên giới Việt Nam. Từ giáp Xoài Riêng về phía nam, khu vực này đồng trống nhiều, chỉ có rừng tràm sát biên giới ta mà thôi. Phum sóc chủ phú, thịt gà rẻ như gạo, 1 kg gà ngang giá 1 kg gạo, vì là vùng thượng nguồn của con sông Vàng Cỏ Tây. Chỉ có khổ một nỗi là mùa khô thiếu rau xanh, còn cá thì rất nhiều, dễ đánh. Nhờ vậy mà chiến dịch kéo dài hơn một tháng, anh em ta phục hồi sức khỏe rất nhiều. Sốt rét thì chưa khỏi hẳn, nhưng lâu lâu mới lên cơn sốt một lần. Từ lúc sang ca làm nhiệm vụ đến nay, tiền trợ cấp anh em đến giờ mới được lãnh bù. Nhờ vậy mà anh em ta mua gà bổ dưỡng thoải mái. Mình nhớ một nồi quân dụng nấu cháo mà nấu đến 4-5 con gà, mỗi con gần 1 kg. Ở đây có loại tôm giống như con ruốc, họ đem muối chua ăn rất ngon, nhà nào cũng chứa 5-6 lu to hơn 100 lít. Còn nước thốt nốt thì khỏi chê, mình kể để cho các bạn trẻ biết, anh em mình thì quá rành. Ở Campuchia họ không làm đường mía như Việt Nam ta, mà họ làm đường từ cây thốt nốt, một loại cây giống như cây cọ. Có mấy cây, họ trồng khoảng 6 năm thì bắt đầu khai thác lấy đường. Thời gian khai thác có khi đến gần 40 năm, mỗi năm khai thác vào mùa khô. Mùa mưa vì có nước mưa vào nên nước thốt nốt không nguyên chất, vì vậy họ tạm ngưng để dưỡng sức cho cây. Họ trồng từng cụm hoặc từng hàng sát nhau, sau đó dùng cây tre chặt cành thừa gần găng tay để làm thang leo. Cột chặt cây tre vào cây thốt nốt là thành thang leo. Từ cây này, họ bắc cầu bằng tre ở trên ngọn cây, có thể chuyển từ cây nọ sang cây kia, không cần phải leo xuống. Đến mùa lấy nước, họ dùng cây kẹp tre để kẹp cho dập cuống hoa của cây. Sau đó dùng dao thật bén, cắt ngang cuống hoa, treo ống tre vào đó để hứng nước. Một đêm có thể gần đầy ống tre, gần 2 lít nước. Nhưng mỗi ngày, phải leo lên lấy và cắt bỏ vết cắt cũ để tạo thành vết cắt mới. Nếu muốn làm rượu thì bỏ men vào, thế là thành rượu thốt nốt. Còn để làm đường thì họ chặt một loại cây có vị đắng, bỏ vào. Bỏ nhiều thì đường càng trắng, nhưng không ngon bằng đường màu mỡ gà, vì càng trắng càng có vị đắng hơn. Còn cá thì vùng này cá nhiều lắm, vì vậy mà có bao nhiêu lựu đạn đều thả cho cá ăn hết. Chỉ có điều là hơi khó đánh, vì đầm nước nó cứ lải lải, không giống như ở sông hay suối. Muốn đánh có nhiều cá thì phải lội ra nơi sâu, mà nước sâu thì ném lựu đạn không xa. Nhiều khi chỉ đánh cách mình khoảng 4-5 thước, đánh xong quay mặt lại, đưa lưng về phía trái nổ, nổ dầm ê lưng một cái là xong. Có lần mình và anh Nam gặp trái cối 120 ly lép nằm bên lề đường từ thời chống Mỹ, không rõ của bên nào, hai đứa chúng tôi thay phiên nhau vác mỗi người một hơi về nơi phum đang đóng quân, sau đó vác ra ngoài đồng vắng. Hai đứa tháo kíp, mình ngồi lên trái cối, dùng búa và khúc gỗ để gõ nhẹ tháo kíp ra. Anh Nam tưới nước vào kíp không cho nóng. Tháo xong, kíp nổ to bằng nắm tay, dài gần một tấc, mất gần một buổi sáng. Sau đó thì mượn cây xà beng đục thuốc TNT ra, đục được nửa trái còn lại đốt bỏ, cháy gần một buổi mới hết. Thuốc đục ra
Xin hai ống thốt nốt dồn chặt vào, nối hai ống lại, cột chặt như bọc phá xào, khoan lỗ trà kíp số 8 vào, đem ra đầm đánh cá. Mình bơi ra gần giữa đầm, gài trái nổ xuống đáy hồ, sau đó lên chỗ cặn nước giật dây. Dây bị đứt, không nổ, định bỏ nhưng lại sợ dân không biết. Vào đầm lưới cá, rủi vướng nổ thì nguy, mình phải đi vòng phía trên, sóng lặn từ từ để tiếp cận. May là mình nhớ cũng tốt, mò vào đúng nơi gài trái, thế là bóp luôn chốt giật, cắn đứt dây, lôi lên bờ nằm lại. Sau khi thấy chắc ăn, đem gài lại. Lúc này có mấy người dân bạn đi theo, thấy bộ đội đánh cá, họ xin răng lưới bén, để khi cá chết trôi, xuống vào lưới của họ. Mình cho họ răng, cách trái nổ chừng 6-7 mét. Khi sóng lên bờ, mình giật một phát, nổ ầm, cột nước to như cái nhà. Anh em mình ào vào vớt cá. Tội cho mấy ông nông dân bạn, vì răng lưới quá gần, nên khi giở lưới lên, thì chỉ còn sợi dây cước phía trên, còn lưới thì không biết bay mất đi đâu. Tay vừa giở lưới, miệng vừa mếu, o hơi, o hơi. Lúc đó lưới bén, phải đổi bằng vàng. Còn địch thì quân ta cứ dí cho chúng chạy. Bọn địch này nó chỉ quen đóng ở nhà dân, chứ đóng trong rừng, chúng cũng không quen và không chịu nổi. Phía bên kia là biên giới Việt Nam, tha hồ cho nó chạy. Quân ta cứ thục thẳng đuổi. Đến lúc sát biên giới ta rồi, nay mình cũng không nhớ là vùng nào. Nơi đó có dãy rừng tràm, cao khoảng hơn 2 mét, mọc xen lẫn với bụi tre. C9 chặn hướng Nam, các C còn lại chặn các hướng khác. Một C luồn vào phía Việt Nam, hướng trên gió, đốt rừng tràm. Vì là loại cây có dầu, gặp mùa khô nên cháy quẩn quận. Sau đó bắn vài trái cối 61 hù dọa. Vậy mà chúng kéo ra hàng, 60-70 tên. Các tên còn lại trốn thoát, bọn này dã đám. Bên mình được lệnh phục kích, xung quanh nhà tên Tranh sau. Mấy ngày liền, nhưng hắn đã trốn mất, không dám về nhà. Sau đó rút ra gần quốc lộ, tuần sau về đến nhà và hành quân về Cà Bông Thôm. E-747 không có thương vong, nhưng khi hành quân về tới chỗ quanh thì một xe chở C5 bị lật, cũng mất mấy em. Về đến bến phà Cà Bông Tràm, đợt này chú Tư Đáp, trung đoàn trưởng, không cho bộ đội xuống xe nữa. Chắc có lẽ do chú Tư Đáp đã hết không còn chiếc nhẫn nào. Quân sự 247 xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những hồi ký sau.